vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói không cần vũ khí hạt nhân để chiến thắng ở Ukraine, cảnh báo thảm kịch với phương Tây. Ukraine bắn hạ tên lửa, UAV tấn công của Nga, Mỹ tiếp tục rót thêm nhiều vũ khí. Nga triển khai phương án thành lập quận liên bang mới gồm 5 khu vực sáp nhập từ Ukraine. Tên lửa Moscow xóa sổ kho xuồng không người lái của Ukraine. Con trai nhà Media System Group bị sát hại giữa ban ngày tại Moscow. Đặc nhiệm Kabul-9 khét tiếng của Ukraine, tiết lộ săn lùng quân đội Nga như đi câu cá. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga không cần sử dụng vũ khí hạt nhân để giành chiến thắng ở Ukraine. Đây được coi là tín hiệu mạnh mẽ nhất từ Điện Kremlin rằng cuộc xung đột nguy hiểm nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai sẽ không gia tăng thành xung đột hạt nhân. Ông Putin nói, việc sử dụng có thể xảy ra trong trường hợp đặc biệt, khi xuất hiện mối đe dọa đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Tôi không nghĩ rằng trường hợp như vậy đã xuất hiện, không cần thiết phải như vậy. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, ông không loại trừ khả năng sẽ thay đổi học thuyết hạt nhân, trong đó đề ra các điều kiện để sử dụng loại vũ khí đó. Ông cũng nói rằng nếu cần thiết, Nga có thể thử vũ khí hạt nhân, dù ông thấy không cần thiết phải làm như vậy tại thời điểm hiện tại. Tạp chí Politico cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã không đồng ý với ý tưởng của người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron về việc cử các huấn luyện viên phương Tây đến huấn luyện lực lượng Kiev ở Ukraine. Một nguồn thông tin vào ngày 7 tháng 6, ông Biden đã bày tỏ lo ngại về những hậu quả có thể xảy ra khi điều động quân đội NATO đến một quốc gia mà họ có thể rơi vào tình thế nguy hiểm, có khả năng làm gia tăng xung đột. Một số phương tiện truyền thông trước đó đã đưa tin, ông Macron đang cố gắng thành lập một liên minh gồm các quốc gia phương Tây, với mục đích cử các giảng viên NATO đến Ukraine để giúp huấn luyện các lực lượng nước này, đặc biệt trong lĩnh vực rà phá bom mìn và bảo trì thiết bị. Paris chưa chính thức xác nhận hay phủ nhận các kế hoạch trên. Ông Macron tuyên bố không bình luận về các quyết định vẫn chưa đưa ra. Song song với đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ nhân viên quân sự nước ngoài nào ở Ukraine sẽ bị coi là mục tiêu tấn công hợp pháp, bất kể họ đến từ đâu và là binh lính hay giảng viên. Cũng trong ngày 7 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các cuộc đàm phán hòa bình dựa trên chiến thắng hay thất bại và Nga dự kiến giành chiến thắng. Bình luận được ông Putin đưa ra trong phiên hỏi đáp Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Petersburg, ông Putin nhắc lại việc Nga sẵn sàng đàm phán về một cuộc xung đột tại Ukraine. Quân đội Ukraine ngày 7 tháng 6 tuyên bố đã bắn hạ tất cả 5 tên lửa và 48 trên tổng cộng 53 máy bay không người lái trên 9 khu vực trong cuộc tấn công qua đêm của Nga. Phía Ukraine cho biết, lực lượng đã tấn công khu vực Kiev bằng máy bay không người lái và tên lửa Kh-101, Kh-555, gây hỏa hoạn tại một số cơ sở công nghiệp. Đám cháy đã được dập tắt và không có báo cáo về thương vong. Giám đốc vùng Kharkov Oleg Sinyehubov đã xác nhận cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã làm hư hại một số cơ sở hạ tầng. Máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên vùng Dnipropetrovsk, 7 chiếc bị bắn hạ ở khu vực phía nam Odessa, 3 chiếc ở vùng Kherson và 2 chiếc ở vùng Mykolaiv. Thống đốc Kuzmenytskyy báo cáo không có thiệt hại, cho biết lực lượng không quân đã bắn hạ 11 mục tiêu ở khu vực này. Thứ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Mykola Kolynik cho biết trên truyền hình quốc gia rằng vụ tấn công không gây thiệt hại cho bất kỳ cơ sở hạ tầng năng lượng nào. Nga đang ngày càng nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong các cuộc tấn công kết hợp. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Normandy, Pháp vào ngày 7 tháng 6 theo giờ địa phương và sẽ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 225 triệu đô la Mỹ cho Kiev. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Biden và ông Zelensky kể từ hồi tháng 12 năm ngoái. Khi đó, nhà lãnh đạo Ukraine tới Washington để vận động sự chấp thuận tăng thêm viện trợ từ phía Đảng Cộng Hòa. Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Ukraine sẽ gặp lại nhau vào tuần tới tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Ý. Tại đây, các quốc gia phương Tây sẽ thảo luận về việc chuyển 50 tỷ đô la Mỹ tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine. Theo hãng thông tấn TASS, ngày 6 tháng 6, ông Yevgeny Balitsky, thống đốc Zaporozhia do Moscow bổ nhiệm, đã tiết lộ về việc chính phủ Nga xem xét thành lập một vùng liên bang mới từ lãnh thổ sáp nhập. Ông cho biết, Vấn đề này đang được thảo luận. Chúng ta cần một người phù hợp để lãnh đạo vùng liên bang mới bao gồm Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporozhia và có thể là Crimea. Việc bán đảo Crimea là một phần trong vùng liên bang mới chưa được quyết định chính thức. Thống đốc bang Zaporozhia nhấn mạnh việc thành lập vùng liên bang mới là vô cùng cấp thiết bởi các vùng lãnh thổ mới sáp nhập của nước này cần thêm nhân lực để bảo vệ lợi ích. Hồi tháng 2 năm nay, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh đưa 4 vùng lãnh thổ sáp nhập từ Ukraine vào quân khu phía nam của Nga. Tuy vậy, Nga hiện tại vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporozhia. Các lực lượng của Nga đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa Ukraine ngày 7 tháng 6, chủ yếu nhắm vào các khu vực phía tây của nước này. Không quân Ukraine đã đưa ra cảnh báo về mối đe dọa của các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào khu vực Ternopil, Kuzmenytskyy và Lviv, cũng như khu vực thủ đô ở vùng Kiev. Không quân Ukraine đã dẫn ra mối đe dọa từ tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo của Nga, máy bay ném bom Tu-95MS và UAV-Z. Nhiều vụ nổ đã được nghe thấy ở khu vực Kuzmenytskyy vào lúc 4 giờ 15 phút theo giờ địa phương. Cuộc tấn công đã gây ra một vụ cháy ở một cơ sở công nghiệp của vùng Kiev. Các nhân viên khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường để đánh giá mức độ thiệt hại. Trong những tháng gần đây, Nga đã tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, đặc biệt là lưới điện của nước này. Trong khi đó, theo TASS, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công vào 11 quận của khu vực Belgorod trong vòng 24 giờ. Theo thống đốc khu vực này, ông Vyacheslav Glakov, trong suốt 4 cuộc pháo kích, 55 quả đạn đã được phóng, 5 UAV cảm tử được triển khai và 2 thiết bị nổ được thả xuống. Phòng không Nga đã bắn hạ 2 UAV. Thống đốc cũng cho biết một UAV cảm tử đã tấn công vào một kho dầu ở thành phố Staroskol. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng của Moscow cũng đã phá hủy một kho chứa xuồng không người lái và địa điểm phóng UAV của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, trong 24 giờ qua, máy bay chiến đấu, UAV, tên lửa và pháo binh của Nga đã phá hủy một kho chứa xuồng không người lái và một địa điểm phóng UAV, cũng như các địa điểm triển khai tạm thời lính nước ngoài, cùng các lực lượng và phương tiện quân sự của Ukraine trong 127 khu vực. Theo bộ này, tổng cộng lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 610 máy bay chiến đấu của Ukraine, cùng 274 trực thăng, 25.225 UAV, 527 tên lửa đất đối không, 16.276 xe tăng và xe bọc thép, 1.330 hệ thống tên lửa phóng loạt, 10.162 súng cối và pháo dã chiến, cùng 22.311 phương tiện quân sự đặc biệt kể từ khi xung đột nổ ra. Con trai của người đứng đầu một công ty được cho là đã cung cấp thiết bị cho Bộ Quốc phòng Nga đã bị sát hại giữa ban ngày tại Moscow vào sáng ngày 6 tháng 6, theo truyền thông địa phương. Chính quyền Nga cho biết một người đàn ông 34 tuổi đã thiệt mạng gần sân chơi trẻ em trong sân của một ngôi nhà trên phố Alexei Sviridov, phía tây của Moscow, nơi người này sống. Truyền thông địa phương bao gồm cả hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đã xác nhận nạn nhân là Konstantin Balitsansky, con trai của người đứng đầu tập đoàn Media System Andrei Balitsansky. Công ty được cho là đã cung cấp các thiết bị đa phương tiện như màn hình LED và LCD cho các triển lãm và sự kiện lớn. Kẻ tình nghi đã bị bắt giữ, anh ta được cho là đã bị thương do bắn trả trong khi bị bắt sau khi bắn vào các nhân viên thực thi pháp luật ít nhất 15 phát. Các quan chức ban đầu cho biết vụ tấn công là một vụ mưu sát theo hợp đồng. Nhưng điều này sau đó đã bị Ủy ban điều tra Nga bác bỏ và cho biết động cơ có thể là do ghen tị. Báo Kommersant của Nga đã đưa tin riêng rằng khi cảnh sát hỏi tay súng tại sao lại bắn Balitsansky, anh ta trả lời, "Chúng tôi đã ở chung với một cô gái kể từ khi đi học." Ủy ban điều tra Nga đã mở vụ án hình sự về vụ sát hại Balitsansky. Một kênh Telegram của Nga được cho là có liên kết với các cơ quan an ninh của Nga, cho biết nguồn tin của kênh này đã cho biết tay súng và nạn nhân đã làm việc với nhau tại Media System Group và xung đột giữa cặp đôi này nảy sinh vì một phụ nữ. Sử dụng các máy bay không người lái FPV để săn lùng quân đội Nga, các chiến binh Ukraine trong đơn vị đặc biệt Kabul-9 thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine DIU mô tả nhiệm vụ của họ giống như là đang đi câu cá. Trên trang web của mình, Cơ quan Tình báo Quốc phòng DIU thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, các chiến binh thuộc nhóm đơn vị đặc biệt Kabul-9 thường phóng vài chục máy bay không người lái FPV mỗi ngày để săn lùng binh sĩ Nga. Các máy bay FPV đã giúp họ tiêu diệt thành công nhiều binh lính và thiết bị quân sự của Nga ở mặt trận. Một nhân viên DIU có biển hiệu Deputat gần đây đã tiết lộ với các nhà báo Ukraine về nhiệm vụ của đơn vị Kabul-9 của mình. Khi công việc có tính hệ thống, nó sẽ trở thành thói quen. Chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ bằng FPV như đang đi câu cá. Deputat nhấn mạnh việc tiết lộ thêm rằng anh và các đồng đội của mình cũng đã chuẩn bị nhiều phương tiện khác nhau để tấn công và tiêu diệt đối phương là quân lính Nga một cách hiệu quả nhất có thể. Đặc nhiệm Ukraine nói thêm rằng thật vui khi thấy thiết bị của đối phương bốc cháy và sự hoảng sợ của họ. Đơn vị đặc nhiệm Kabul-9 nổi tiếng kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Đơn vị này được thành lập bởi các cựu chiến binh của lực lượng đặc biệt Ukraine và lực lượng vũ trang Ukraine với sự hỗ trợ và tham mưu của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirilo Budanov. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo VietNamNet. Xin chào và hẹn gặp lại!